Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của sĩ Z. Hạ địch nhận hai trang bị à? Thú vị thiệt, Han Sohi. Sohi thú vị thiệt. Hạ địch nhận hai trang bị, mình thích đánh thường mình hay đánh một là cung này, hai là hắc ám, ba là bán thần. Những cái đội hình mà nó hay vả được một phát ngất luôn hết cả lũ ấy, vui phết. Nhưng mà nhiều trang bị thì thường thích đánh hắc ám hơn anh em ơi. Hắc ám chắc luôn. Bởi vì đánh hắc ám thì nó cần rất là nhiều mana thôi. Còn đánh thú thì anh em chỉ ném đồ cho khoảng 3-4 con gì đấy là cũng hơi hạn chế. Vả đồ mình thích đánh nhá. Mình sẽ chơi già đi, già khá tín đầu game. Lau thì không tín bằng già. Lau cũng tín rồi, già tín hơn anh em ơi. Già ulti đầu game điêu ấy. Ôi ôi cái gì này. Bạn thì chúng ta thể bình tĩnh được không nhỉ? Ô các bạn ơi. Ô các bạn ơi. Ta thể bình tĩnh một chút được không? Fuck. Bốn tướng hai con floor vậy, tại còn hai bạn như thế nữa, bạn lại chơi vả nhau rồi em ơi, bạn lại chơi vả nhau cỡ nặng rồi, vả nhau kiểu điên đầu luôn ý, trời ơi, trường thật, ô, bạn nào cũng bốn tướng gớm nhờ, bạn này ngang mình này, này sách thánh này. Cho Lamely đi, mình không cần con floor mình ấy đâu. Floor mình cần chơi game đâu. Chấp nhận thua một chút nhé. Thua là không thì lại là một câu chuyện khác. Nó khéo khó thua ấy chứ, trận này hơi khó thua. Lau ulti đẹp thì không làm gì được. View ulti xấu hay lau ulti thì... Đấy cái chuỗi thua mà anh em kia yếu á. Chín vàng ngọc đại thì đánh hắc ám thôi. Ui cái gì này, cái trận này mọi người bị làm sao ấy. Mọi người bị làm sao ấy, cái gì vậy mọi người, mới đầu game mà nhìn nhà nào cũng lực điền quá. Ok này. Thật ám à. Để chúng ta tiếp tục chơi trò chơi chờ tướng ra là chúng ta chơi thôi. Chờ tướng ra là đánh thôi. Đại. Hợp đại có thể ném cái con Zina đầu game khá là cầm máu tốt này. Zina kích với con này với là con này với là con Tulen. Sẽ gần như ulti được luôn. Ulti được xong rồi cho nó thêm một cái gai A, thêm truy hồn hay gì nữa thì quẩy cũng xung phết đấy, đủ game cho lúc mình chưa có nắp. Ôi giời, được nhỉ. Tươi tắn đấy. Cái nhỉ. Hayate có. AT có teo hay gì không? Tu len được nha. Giữ chuỗi thắng phát nhỉ. Voi. Đi tu len. Tu len cầm này đi. Hoặc cho lau cầm. Lau cầm thì không tín, tu len cầm tín hơn. Quên tốn cái cần ván đa si đi nhá. Đại tín rồi. Sách thánh thưa, sách thánh cho floor cũng được nhỉ. Tu len trong rat sẽ thành nó floor thì rat đấm được luôn, floor xin được luôn, bắt đáy à, floor xin luôn này, tu lên con rat đấm luôn này, lau ulti một phát này, tu lên ulti rat đấm một phát đấm này. Okay.
Ê, thực ra tầm này mà ra một con Nakoth là trận đấu có thể kết thúc được luôn đấy. Thôi xong rồi đấy. Thôi xong rồi đấy. Đâu. Đâu. Ra là luôn cũng được. Vào tí sớm nhỉ. Amelie đứng lên trên một ô đi, bởi vì cho nó dính đam. Cho con Floor với con Rat mình đỡ phải dính đam một chút. Nó xiên luôn này. Lau ulti đẹp này. Má xin đồ voi không kịp làm gì luôn kìa. Cái đồ ấy chịu rồi. Tụ lẽ không làm được gì. Chịu. Chịu. Đáp này. Không có Zina. Thấy thế bằng mấy cái này thôi. Vio à? VO à? 25 là chỉ cần 20 thôi, 25 chỉ cần 20 thôi, VO 40 cộng 25 bằng được đấy, mà pha VO đi. Chứ con voi này cũng trông nó hơi đần độn. Thực ra tại sao không chơi này nhỉ? Chơi này không? Chơi này phải bá đạo không? Sợ tu đen cũng đi nhầm người thôi anh em. Tu đen tu đi đúng người là được. Lâu thì đẹp này. Ráp đấm được này. Lâu thì đẹp tiếp này. Một phát nữa không được. Ziu. Cái này đi, không cần. Trường, nhà nào cũng đẹp đấy, nhà nào cũng ghê gớm đấy. Hiền hòa gì đâu. Ôi à. Thu à, gớm vậy. Ok, chấp nhận thôi. Tu đen không cần lên sớm lắm. Là mình bán rìu để mua tu đen. Rìu đứng đây. Underground method. Nhìn nào chưa thấy đâu. Đồ đẹp thế nhở, mà sao vẫn chưa chưa có tướng gì mà chơi nhỉ. Mình thật á, trông hơi kỳ nhưng mà chụp cái này mới kỳ nè. Trầm ngủ. Hoặc là chơi chơi này. Trông một kỳ nữa nhưng mà không sao. Tầm mấy con floor này nó xiên hết. Vui.
Pha này mình đang lấy cuồng lấy thì đẻ người đấy. Xong rồi tí nữa lau con tụ đen kia nó HT nó cân hết kìa. Mày cân hết. Ý cân hết đấy, đúng thật. Ôi giời ơi, bên tố này mình lấy con kia không ta? Biết sử tiền này. Đồ đẹp phải. Tụi mình đánh hơi gà thì trông nó vẫn chưa chưa có vẻ gì thắng 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 lắm. Thực ra đồ đẹp phải. Mình tưởng holy shit luôn. Trông vẻ nó này ok rồi đấy. Hai đồ này. Sẽ thấy để bên kia nó có. Step on the phone. Voi còn 8 con này anh em, trận này đồ ai cũng đẹp. Ghét ghê nhỉ. Voi 8 con thì mình thêm bác sử cần giữ cái gì voi nhỉ. Rồng. Trông kỳ quá ta. Nhưng mà cũng chỉ cần từng này mana thôi, rồng này cũng tuổi xấu mà anh em. Bạn tú này đứng đây hơi đần. Nên mình sẽ trách thương rồi mình né ném cái thương nào đi chứ. Ui xin cũng chết kìa. Đó đấy nhá. Ôi giời ơi đẹp tươi quá nhờ. Trông tham lam. Phát sau nhé, xong mình bán on floor còn lên bốn hắc ám vậy, hắc ám bốn nguyên tố vậy. Pha này hơi xấu nhỉ, chắc là pha sau. Này nó có đủ này. Ui dòng 10 tìm tiếp nha anh em nhá. Ta tiếp tục roll thôi. Tiếp tục hành trình roll thôi. Chỉ chờ nó có thôi là được anh em. Nó có tí lắm rồi. Thần lấy thêm nguyên tố ở châu thôi. Lấy thịt đèn người. Dòng thổi chậm chậm đi cũng được. Quan trọng sách thánh là một cái đúng không? Thêm ngọc đại đi, mình sẽ chơi cả Na Cót cả Illu nhé. Khá là tín. Na Cót cả Illu. Tầm này mà ra một con Illu nữa thì chị đúng mất điên đầu luôn ý. Nhưng chắc là không ra rồi. Illu nữa xem. Như này thì mình chỉ cần con Na Cót mình chỉ cần một ngọc đại thôi.
xong rồi đứng cạnh con Ilu là gần như là nó sẽ ulti được luôn, hai thương hai bên, thương bên này nữa. Ok, cái con rồng đứng bên này ok rồi. Vì đất nước quên mình. Ôi, chết luôn. Không chết rồi, thế thì mình chết rồi. Nó lại còn thế này nữa. Sự luôn ý. Ui bây giờ mà có một cái thương. Ui bây giờ mà có một Illu. Bây giờ mà có một con Illu thì sao? Còn Illu thì sao? 6 nắp 6 rồng chưa thấy đâu em. Anh chờ đợi. Giờ có một Illu, bạn này hơi hơi trầu. Thương bắt đáy à? Thương bắt đáy không chạm được người, hơi người không? Chạm đến người mình không? Ai ai cái gì đấy? Cao mình. Không sao, dòng nó này thổi hơi xấu tí mà tạm chấp nhận được. Không xấu lắm đâu. Dòng này có chi hồn nên mình cứ để giáp một mệnh cho nó dòng tiếp nhé. Dòng đánh thường ra đam. Nhiều đam mà nát rồi kìa. Mặc dù góc đấy thổi. Ờ không, góc đấy thổi cũng hơi đẹp. Bình thường dòng mình sẽ thổi xấu thôi. Nhiều nhà nó không check được. Nó có hai này, thên à? Thên không cần lắm ta. Có sách thánh rồi thì mình sẽ thường đánh ấy hơn. Tìm ưu tiên đánh con kia hơn là con thên. Có dòng nó có trận này sẽ gánh này. Nó có hai lại là một sự khác biệt mới em này. Và đang mình chắc rô nốt vòng này vòng sau gì đó thôi. Chắc nốt vòng này thôi, xong vòng sau mình sẽ bắt đầu đi lên 9 nhé. Cố lấy Illu, thì con Illu mới là con quan trọng nhất em ơi. Vứt ba con này đi, thay ba bán thần mà. Quan trọng lắm, trời ơi, trận này đánh bằng nắp đánh bằng Illu thôi. Dòng ngầm cảnh. Nào có ulti 2 phát này, Azenka ulti 1 phát là choáng con kia này. Ui không vả được bạn ấy. Ui trời ơi tiếc thế. Vả mình có thêm hai đồ rồi. Tươi không ta? Con 7 con rồng à? Hay run thêm phát nữa nhỉ? Thôi ra rồi. Thôi xong rồi. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi. Illu này, Illu này. Mang cót giữa hình dòng truy hồn. Illu và sách thánh này. Thánh mang cót này. Rồi xong rồi đấy anh em ơi. Khả năng là xong rồi đấy. Đứng Illu đứng kia không hợp cấm nhỉ. Cót đứng đây sẽ bị thi thoảng không bay được thôi. Mà Illu nó truy hồn này. Ôi. Bạn này đi à? Bạn này đi không? Chưa đi này, bạn này đi không? Bạn này chưa đi này, ê! Được nhá, vẫn còn khả năng tàn được nhiều đồ. Con rồng mình sẽ thổi xấu đúng không? Illu, thế mình quáng để cho con Illu cầm đồ, thế nào cót cầm kia. Nó hơi xấu một tí nhỉ? Đẩy góc à? Nacot. Mình để thế nào nhỉ? Đẩy góc này à? Này. Trông hơi kỳ. Thêm một tướng nữa thì mình để thế còn trông nó còn đỡ, nhưng mà từng này tướng trông để thế hơi kỳ. Thêm một con cát nữa. Lên luôn cũng được nhưng mà chắc không cần. Các chiến tướng thì vả nhau sớm hơn thì lấy đồ sớm hơn thôi, nhưng mà lên chỉ luôn không nhỉ? Chỉ luôn khó lên được voi ba với cả
tìm một con cát á. Chờ một chút đi. Hai bảo ngỡ lên. Hai giáp bảo vệ nhá. Tìm cho con dầu. Nên này xuống đây thôi. Cho con boy họ đi sớm sớm tí. Cát con rồng mình sẽ khạc con cát đi. Na cót bây giờ né góc na cót nào cho một con na cót bên kia là đỡ xui vào người mình nhỉ. Na cót này đối diện nhau này. Na cót bên kia ok hơn em ơi, để góc bên kia đi. Trọng na cót mình chui được xuống ấy. Đi đu công ty được. Mặc dù con rồng sẽ thổi góc chéo bên kia thì dễ còn là con cát hơn. Góc ulti fan thu không giết được con cát mà con cát còn mấy con cát 9 4 con cát anh em ơi, người tranh nhau nhanh phết. Hôm nay chưa ai thua này. JK thua chưa? Thua chưa ai thua cả, chưa ai chịu thua hay nhở? Thích thế nhở? Thì ai truy hồn nhá, thêm một truy hồn cho giàu. Rồi mình nhả truy hồn. Hoặc là truy hồn cho Nakot nhỉ. Truy hồn cho Nakot cũng tươi em ơi. Nếu mà mình có Voncat mình sẽ đẩy sách thắng cho Voncat truy hồn Nakot nhé. Thương bắt đáy này. Voncat bên đáy bên kia hai thương. Tóc thương bắt đáy này. Hai thương bắt đáy kia con rồng mà thổi góc đấy thì đẹp điên. Ôi con rồng. Cái thương thật này là một thương. Bạn bạch sao đèn thế? Mày mất cái đồ của mình rồi. Mấy bạn này chưa bị vài này. Mất một cái đấy, mất một bạn để mình lấy đồ của rồi, đèn thế. Mất một đường. 2, 3, 4. Ron Ilo. Rồng mình sẽ thổi vào góc đấy, không sợ. Hai thương này. Gặp bạn hai thương rồi này, Illu ulti này, rồng thổi được truy hồn vào con kia này. Con cát này sớm bọn chết thôi. Nakot ở đây mình bị ấy không bay được, không sao. Đấy rồi, có thêm hai đồ anh em ơi. Thêm hai đồ liền, một bạn đi. Anh Chiên này mà sống được ngon nhỉ. Sống được không ta? Choáng. Chém không sống được rồi. Anh Chiên lại đi rồi, bạn kia có hai đồ rồi. Không sao, đi bớt cũng được. Đồ ngon. Ý dạ. Bỏ bán thần đi được em ơi. Thế thì từ đã. Truy hồn cho Nakot đã này. Con Nakot mình bay đi đúng không? Này ném cho voi tạm đấy rồi, không biết ném cho ai. Phê đạn tạm thời thế này ạ. Nakot mình đứng đằng kia làm gì vậy rồi? Chém thường chứ. Má không kịp. Mày à bừng. Bọc đá khó lên bán thôi. Tích thêm tiền. Chúng ta sẽ bỏ bán thần đi à. Bán thần đi rồng mày đánh thường phát à. Có tính nhỉ. Đúng không? Bây giờ mình bỏ con bán thần đi này.
con rồng đánh thử một phát này, đắc bệnh này mình cho con rồng này đi, xong rồi mình ném cái này sang cho con cót đi, rồng cũng đi tu được, yên tu được này à. Cái này thì vẫn là có phù thủy này, rồng nắc vẫn ulti được luôn này. Ok con rồng đánh thử một phát, con rồng đánh thử một phát 100 trách thương lu bắn thần ti voi 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 xong thêm con thê nữa. Ừ, thêm con thê nữa chúng ok 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 thêm thêm đứng cạnh kia thêm cầm đồ không nhỉ, không cầm đồ truy hồn lên Pacifica đi, không cần lên hai đâu. Thêm thêm này nhưng mà chưa có thêm thì thêm tạo con này cạo truy hồn, thêm truy hồn đo rồng cho voi, gần như là xong rồi anh em này, gần như là xong. Tương đáy bên này nó sẽ đổi góc bên kia. Ba máu đi luôn thì ngon nhỉ. Đứng yên đấy, choáng đi, đúng không? Không đi được luôn này. Bạn này không đi luôn, không ai đi luôn cả. Thế không có cái này đúng không? Thế mình sẽ bán cái này đi. Vòng sau bán được không vội. Thêm đồ thu. Giáp không bận. Mình cho con dòng, à dòng hai cái này. Cho con Lily chăng. No guys. Chắc mình cho con thên. Ui. Đang một bệnh của con này cho con thên. Bên đằng kia hai dòng Lily không cần lên cát đánh hai con cát được em ơi, nhưng mà có thể đánh hai con cát được tại mình có hai giấc bổ mệnh mà. Một bạn đi kia còn một máu. Rồng ba hay là con rồng ba nhỉ? Là con rồng ba cho nó tươi không? Hai rồng. Hai rồng thì sao? Hồi nào là không có con gì để chơi rồi anh em ơi. Nhất quyết là không có con gì để chơi rồi. Con cát hai thôi, kiếm gắng tiếng kiếm thêm con cát nữa cũng được, nhưng mà chắc khó. Thương đáy bên kia, con cát đáy bên này. Ok 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 ok, có chui vào đây à, được tùy bạn. Hay thì vẫn góc này nhá, hai na có đổi chỗ nhau này, con mình góc đẹp hơn đấy. Thêm một bổ mình chậm. Đánh thợ săn quỷ à? Săn quỷ gặp bán thần thì chịu rồi em ơi. Tội trận này không lên được con gì ba. Đây là mỗi con voi. Hơi tiếc nhưng mà thôi sao. Đường này cũng dễ nhỉ. Đồ đẹp quá. Vậy thôi em ơi, biết mình đến đây kết thúc rồi. Rất nhiều trang bị. Nên là nếu anh thích clip trên này, like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.